đúng cuối tuần, không giả thì cũng tranh. Anh thì chốt lại với em một câu thôi. Em nhớ rõ cho anh cô này. Làm người thì khó, mà làm chó thì dễ. Em hiểu không? Thiếu người nhưng mà bên anh cần những người gắn bó lâu dài, người thật thà em ạ. Khi mà anh cũng vừa rồi anh nhận nhiều anh em quá, nhưng mà làm một thời gian nghỉ hết, anh cho nghỉ hết vì làm nó cũng đau được như cổ anh. Nếu là anh đồng ý thì mai em xuống anh luôn nha, trên tận Hà Giang thôi. Anh giúp em được gì? Vâng. Thế là mai em xuống anh nhá. Anh có cần giấy tờ gì, cần gì không? Em làm luôn, mai em xuống. Thế thì mai em cầm cho anh chứng minh thư và cả sổ khẩu nhá, em photo cầm sổ cho anh để anh xem, anh làm hồ sơ và cả báo cáo chính quyền ở đây là em tạm trú tạm vắng ở đây luôn. Mà rồi sổ khẩu với cả chứng minh thư gì, vâng. Thế mai em xuống luôn đấy nhá, vâng. Chắc chiều tối mai em tới nơi đấy. Vâng. Ok em, nhá. Mai đến thì alo anh đón nhá. Thank you.
Alo anh Tài ạ. À? Em đang ở chỗ nào đấy? Em tới bến xe buýt gần nhà anh này, anh ra đón em với. Bến xe buýt à? Ok ok. Gần chỗ anh đấy đúng không? Ok, bây giờ anh đến nhá. Anh đang trên đường đang đi lượn lờ tí. Bây giờ anh ra luôn. Ok em. Đến đâu chứ em? Lên xe đi, lên xe đi. Ờ, lên xe luôn em nhé. Chào anh. Chào em nhé. Đưa lên trên này, cái bao lâu anh dẫn? Giờ đây em. Vâng. Em đưa em vào đây cất đồ xuống dưới đấy. Em ạ, à, theo anh này. Thì anh không biết em là ai. Là thứ nhất anh cũng xem hồ sơ của em rồi. Anh thấy tương đối ok và anh nhìn cái tướng của em ấy là rất thật thà. Đấy thì là anh sẽ nhận em vào làm ở bên anh. Đây là anh Trương. Anh sẽ hỗ trợ em về các công việc, dạy bảo em là làm như thế nào, công việc như thế nào. Anh sẽ bàn bạc trực tiếp với anh Trương, có những cái gì không hiểu thì hỏi anh. Nhá, không biết là phải hỏi, đừng có giấu dốt, ra ngoài giấu dốt là tự mình giết mình đấy. Nhá. Còn cuộc sống bây giờ ra ngoài ấy, em là người rất ít va chạm cuộc sống. Kinh nghiệm sống không có, tại vì em ở trên Hà Giang mà. Cho nên anh nghĩ là toàn bản mới lúi thôi. Chứ rồi em chơi làm đâu rồi anh. Ừ, đấy thì anh nghĩ là cái con người ra ngoài xã hội bây giờ rất nhiều cạm bẫy. Anh chỉ chốt lại với em một câu thôi. Em nhớ rõ cho anh một câu này. Làm người thì khó, mà làm chó thì dễ. Em hiểu không? Đấy thì bây giờ em đi theo anh chuẩn bị anh em ăn cơm nhá. Ok. Em rửa tay lên đây rồi. Cho cái lốc trà đá tôi quá đây. Rồi rồi. Anh ạ. Sao? Dạo này công việc thu hoạch nhà ghi bảng lô bạn này. Vậy? Em cảm thấy là nó cũng hơi căng thẳng. Dạo này nhiều việc quá. Nên là đâm ra nó của em là rất là căng thẳng anh ạ. Thôi, chịu khó đi. Mày yên tâm, ít nữa anh lên cho mày có phân quyền lớn. Chịu khó, làm đi nhá. Vâng. Chưa, Exciter chắc chắn bỏ sư được. Chứ còn gì nữa, bây giờ là phải đi 300 giờ lên. Vâng. Nhá. Thì đợt tới thì anh cố gắng chiếu cố nhá. Được rồi. Còn anh em mình bây giờ thì nước lâu tí xong là đi. Rồi tí nữa đi pha cho nó vui anh ạ. Ok ok. Tí đi lượn bác. Tối thích hát karaoke không? Có anh ạ. Tối cho riêng một con luôn. Rồi cảm ơn. Mấy em uống nước đây. Thôi mấy em đi lượn đây. Ra làm tí vòng đấy. Ra đi được đi ra. Anh Tới ơi. Hả? Này chán quá, anh em mình thử xem là bô thằng nào to hơn không. Mẹ con Exciter này lẹt đeo này. Mày đổ lên xe nào, lột lên xe nào. Này, à. Nhất luôn. Rồi. Yoshimura tuổi đéo này. Cô anh không thể. Nào. Mày leo pin. Lên đây, lên đây.
xong. Bây giờ để em hoàn thiện thì nhất là phải mài. Đây, máy mài đây. Đây là cái lưỡi cắt gập tay của ông. Bỏ đây đang có lưỡi mài vào. Đây là lưỡi mài không? Lưỡi mài như mấy hết rồi. Anh rất một lần chứ không có nhiều nữa. Nửa tháng là làm được tới em. Quá vui, cái đàn này chắc tầm tháng là em làm được hết việc ở đây rồi. Thế đều cứ cố gắng làm em. Cảm thấy ok anh bảo anh Tài tăng lương cho. Vâng. Không phải lo à. Vâng. Xe thì một vài năm là có thôi. Vài năm á. Thế tôi bây giờ mình làm chính sức lực của mình, tiền đâu ra nhiều thế. Vâng. Nói chung là làm vất vậy anh em vui lắm. Chả vui, thì vâng. Phải ăn anh em bay nhảy các kiểu. Vâng. Thôi làm đi, ăn anh em đi. Vâng. Ăn đi ra làm. Sau này công việc thế nào rồi em? Sao lại em? Công việc bông bối lắm. Cảm thâu với bạn bè với cả thu họa. Đau hết cả đầu đi. Sao? Chỗ mình có khả năng là thiếu người anh em. Thiếu người á? Mày không làm được hết à? Thế lại ấy, thì anh phải thuê thêm người đi. Hoặc tìm thêm một người nữa. Chứ một mình em ấy, em nói thật với anh là em không làm được. Dạo này địa bàn của chúng ta lớn quá. Nên là một mình em là không được. Thế thì để anh kiếm người rồi nhá. Anh sắp xếp thêm người đi. Chứ một mình em cả một cái địa bàn rộng lớn này em không làm được đâu. Rồi ok. Anh ơi. Ừ. Dạo này em thấy có thằng nó hay lượn lờ quay đây ngắm xe mình không? Thằng kia? Chắc là cũng loại lông bông không việc làm đâu. Hay là công ty mình cũng đang thiếu người. Để em ra xem thế nào, cho nó về làm cùng anh em mình. Ừ, gọi nó lại đi. Mày gọi ra đây cho. Gọi ra xem này đây. Tí anh cho mày chạy đủ một vòng. Đấy. Ờ, ngồi đây em. Ờ, ngồi đi em, ngồi đi. Đây, xe này chưa? Ờ, ngồi đây, xe còn xe của anh đấy đây. Em đi làm không à? Em đi làm không à? Em mày có thể nghe mê phân khối lớn đúng không? Em đam mê từ bé. Bây giờ mày đang làm ở đây à? Vâng, em làm đây, em làm từ đây hơn tháng rồi. À, mày làm cho ai? Em, anh Tài Bố Độ em biết không? Tài Bố Độ á? Vâng. À. Rồi, mày làm ở đấy được bao tiền tháng? Cũng 2-3 triệu tháng thôi, đủ sống anh ạ. 2-3 triệu á? Anh bảo thật này, nếu như mà em làm 2-3 triệu ấy thì còn khớt em mới mua được phân khối lớn. Mình tích dần mà anh. Tích dần thì lâu lắm, anh nói thật. Bây giờ anh bảo nhá. Anh gợi cho mày ý này, xem được không nhá. Bây giờ mày đi theo anh. Anh khẳng định mày luôn, chỉ tầm nửa năm hoặc sớm hơn là chỉ tầm 4 tháng thôi là mày sẽ mua được con phân khối lớn. Nhanh thế cơ anh. Nhanh, mày đi theo anh đảm bảo mua được luôn. Anh hứa luôn với mày. Mà đi theo anh thì em làm những gì anh nhỉ? Công việc ấy thì nó cũng nhàn thôi. Và anh khẳng định mày lương rất là cao. Mày chỉ đi thu bảng họ với lại bảng lô cho anh thôi. À, cái đấy em cũng nghe nhiều, được nhiều tiền phải không anh? Nhiều lắm, yên tâm, mày yên tâm chỉ 4 tháng, anh hứa mày chỉ tầm 4 tháng thôi là mua được con phân khối lớn. Vâng. Mày cứ đi theo thằng này rồi. Dạ. Anh này đi theo anh nè. Chào em. Thì địa bàn của anh hiện tại là đang thiếu người thu bảng lô với cả thu họa. Thì bắt đầu từ ngày mai mày cứ đi theo anh. Anh sẽ hướng dẫn mày từng công việc. Còn ạ, cái chuyện phân khối lớn ấy, em cứ đi theo anh ạ. Sẽ nhanh mua được phân khối lớn thôi. Em hiểu không? Đấy nhá. Thì
ngày mai thì mày cứ bắt đầu đi theo anh, tôi đặt theo những anh này. Bỏ chỗ ông Tài đi nhá. Làm 2-3 triệu làm cái gì? 2-3 triệu mày làm sao mà sống ở được cái đất Hà Nội này, mày làm sao mà mua phân khối lớn? À. Mày cứ theo bọn anh.